chạy quá trời không kịp mặc một quần luôn cả nhà thấy không? Bữa ra giờ. Quá trời. Thôi cả nhà giờ cũng đến cái đầu dây ve rồi. Tới đầu dây ve rồi cả nhà, em phải đẩy cái máy quay lên tí nữa em sẽ đặt cái quay em quay vô cái nhà xem lúc lấy cầu bài vô nhà xem. chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Anh Ngư Phủ cả nhà. Thì nãy giờ em phải lấy dây cầu bay cả nhà ơi. Giờ em sẽ quay cho cả nhà xem cái đục cá buổi sáng ngày hôm nay. Giờ hiện tại thì mấy anh em vô trong hết trơn rồi, nhảy không? Thì nãy em với ông anh nó đang xương đục á. Thì đục cá buổi sáng này chắc cũng khoảng tầm 2 tấn ngoài 3 tấn cá nha cả nhà. Nói chung thì cá cơm với cá chỉ lộn xộn. Đây có những con bạch tuộc nào cả nhà. Này gọi là con ma da, nên mình gọi là ma da chứ không phải bạch tuộc. Nó sống luôn nè. Hả? Đó. Thì buổi sáng thì trời chỉ mưa đang xì hết trơn rồi nhà, thấy không? Sống thì ít à. Đây tại hồ nha cả nhà, người dân tài cho điên nữa. Chào cả nhà nha. Đứng xa quá đi, cầm con cá chụp cho lấy hình lá này đấy. Đứng như nè. Dạ này cũng như cũng gần xa cách phiên bản rồi cả nhà ơi, tại vì cũng gần khi gần tải rồi. Gần tải thì tại hồ cũng phải về nhà rồi, hôm gà chưa có cái thời gian rảnh để làm những clip ăn uống nữa, chiều đãi hàng ní nữa cả nhà. 20 mấy ngày rồi, 20 mấy ngày thấm thoát trôi qua nha. Nhưng mà có làm mới có mấy clip ăn uống rồi cả nhà, biết sao không? Tại vì đâu có thời gian rảnh đâu cả nhà, tại vì ra đây chăng cái đợt này là cái đợt trúng đồ đó, cá đồ rất là nhiều luôn, nên phải làm xuyên suốt vậy đó cả nhà, không có thời gian để quay clip ăn uống, chỉ quay những lúc anh em làm việc và những bữa cơm của cha em nấu không à. Cả nhà uống bữa sáng nha nhà ơi. Thì sáng buổi nào? Sáng thì cha em làm 2 ca cà phê cho anh em uống đó. Trời lạnh uống nữa đã lắm trời. Cái trà này uống ăn uống hay gì chứ không hết nổi cả nhà. Nào cũng bữa. Mười mấy người chứ không hết nổi. Sang cho bác gì nấu cơm ăn gì vậy? Cậu có cá ốc kho sa nghệ. Ốc kho sa nghệ nè. Trên này cũng lê gai nè. Bám trên thấy nó nằm dưới luôn rồi. Ở trên cũng thấy gì đâu, bữa nay thấy trên 2 con rồi không? Tôm này cả nhà. Trời bông lưỡng luôn. Mấy con này. Cái này mấy? Chuẩn bị để máy để buổi xào rồi cả nhà. Tôm cái bóng luôn, tôm sống không nè. Hả? Sống không? Sống rồi. Không ăn liền luôn hả? Đó. Thôi cả nhà ơi, bây giờ mấy anh em mình cũng phải bắt tay với công việc để lựa cá nhanh để còn nghỉ ngơi gì nữa. Uống cà phê cái có tinh thần lựa cá. Đó, uống cà phê nè. Sáng uống cà phê rồi phá. Ở nhà uống bằng ly, ở nhà uống bằng ly không à, còn ở ngoài biển mấy anh em mình uống bằng ca không à. Chơi ca vậy đó rồi mấy anh em uống nha, mà thấy uống bữa nào có hết đâu, bữa nào cũng dư không á. Người làm hớp rồi. Uống không hết nổi. Tại vì người uống chỉ khoảng ngầm hớp là nghỉ rồi cả nhà. Thôi, về em đeo bao tay, về em lựa cá nha cả nhà. Chú Ba đang bổ cào nha cả nhà. Hello, chào cả nhà đó chú Ba. Hello, ai mà hết. Hello, chào cả gia đình nha. Mình đang bổ cào lết nè, quay bổ cào lết. trời mu luôn, quá trời đen luôn. Đây là dây mồi chữ A. Thường thì lúc trước thì chữ A đi đằng sau để ngoài hai buổi trâu đằng sau, giờ thì sức khỏe cũng càng ngày càng yếu đi cả nhà ấy. Phải dùng cái con dây này để mồi đằng sau để lòn để cho nó đỡ mệt. Đây giác đang ở chặn với mặt cục của cả nhà màu xanh đó. Tâm mới đưa em vô Phú Quốc. Ôi vậy trời đâu. Ôi trời trời. Tới tài luôn. Cơm xong nó nâng chán miệng đây nè cả nhà. Gì đó nè, mưa ăn một đứa vô chán miệng như vậy, ăn cơm xong chưa no đâu. No rồi. Quá trời ơi cả nhà ơi, trời cũng nổi sóng lai gai nè. Một dám bơm mọc chứ đâu. Nó ăn nó ngon quá trời ha. Lúc mà mình lựa cá rồi đó, mình nướng mình ăn rất là ngon luôn. Ngọt hơn mình nướng dưới kia. Ừ. Cảm giác nó ăn nó rất là sướng luôn á, thiệt luôn á. Dạ, không ăn là thiệt mới này. Ngoài biển thì có này ăn, chỉ thấy biển thì có ăn thôi, nhờ thì có. Ngoài biển thì chỉ ăn toàn mực này kia không, thèm thịt dữ lắm luôn. Giờ này cũng có ổ bánh mì hay là dĩa cơm sườn rồi ăn nó vừa. Nhưng ngoài biển ăn biết mực với cá với ghẹ rồi cũng biết cũng ngán luôn cả nhà ơi. Mấy con ghẹ với mấy con tôm là ăn dễ nhức cuộc sống lắm. Nó bị dôi hay gì